Loại cỏ này rất giàu dược tính mà ăn ngon không thua kém gì rau muống xào tỏi. Mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Huệ Hoàng Vlog chia sẻ món cỏ xào ăn với cơm rất là ngon. Cô chú anh chị em và các bạn muốn biết Diệu Huệ xào loại cỏ gì á thì đồng hành với Diệu Huệ trong video hôm nay nha. Bây giờ là mình đi cắt cỏ nè. Đây là một thùng cỏ Diệu Huệ trồng trong thùng xốp ở lan can trên lầu ha. Có vùng miền gọi cỏ này là cỏ chân vịt, có vùng miền gọi là rau trai. Loại rau này rất là giàu dược tính trong đông y, dùng để bào chế thuốc đông y, chữa được rất nhiều chứng bệnh như là viêm họng, phù thủng do tim, nhiệt lỵ, mục nhọt, sưng tấy, phong thấp khớp xương, sưng đau, vân vân và vân vân. Nói chung, một loại rau rất giàu dược tính. Ngày xưa thời đói kém, ông bà cha mẹ chúng ta thường hay hái vào luộc ăn để chống đói. Thời bây giờ thì bị quên lãng, nền kinh tế đã phát triển nên ít ai ăn loại rau này. Nhưng Diệu Huệ nhờ các loại rau cỏ, dược thảo mà hết bệnh nên Diệu Huệ cũng trồng một ít rau trai này để hái xào tỏi ăn với cơm rất là ngon. Diệu Huệ cắt được một mẹt cỏ nè, hay còn gọi là rau trai á. Rau này thì nó hơi già ha. Bây giờ Diệu Huệ lọc để mà xào tỏi ha. Cô chú anh chị em và các bạn quan tâm đến công thức á, thì đừng rời màn hình ha. Rồi Diệu Huệ ngắt được mớ rau trai rồi, giờ mình đem đi rửa ha. Mình rửa cái rau trai ha, mình rửa vài ba nước cho sạch ha. Sau khi mình rửa hai ba nước rau sạch rồi á thì mình dò sơ cái rau trai này để cho nó bớt cái lông á, từ vì cái rau này nó hơi hơi có lông á cô chú anh chị em và các bạn. Rồi Diệu Huệ rửa rau xong rồi mình chuẩn bị cái nồi nước sôi, mình cho vô một xíu muối. Rồi mình cho cái rau tay vô mình trụng qua nước sôi ha. Rau này xào ăn ngon y chang rau muống xào tỏi luôn á. Rồi mình chỉ trụng sơ như thế này thôi là mình bắt cái rau xuống ha. Mình bắt cái chảo lên ha. Mình cho vô khoảng một muỗng canh dầu ha. Rồi dầu nóng rồi mình cho tỏi vô ha. Các bạn có thể chuẩn bị hai cái bếp để mà mình xào cho nó nhanh hơn ha. Vì vậy chia sẻ cách này cho mấy bạn mà chỉ có một bếp á. Rồi tỏi vàng thơm rồi mình cho tay vô. Rồi mình nêm một xíu bột nêm thôi ha. Một chút xíu siêu đường ha. Các bạn có bột ngọt thì cho bột ngọt. Rồi mình xào trộn cho đều. Rồi mình xào trộn cho thấm gia vị là được ha. Cỏ chân vịt này mình xào tỏi ăn ngon y chang rau muống các bạn. Rồi đơn giản chỉ như vậy thôi ha. Rồi Diệu Huệ tắt bếp. Cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Huệ chia sẻ món cỏ xào này ngon, hay còn gọi là rau trai xào tỏi này ngon, thì tặng cho Diệu Huệ một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo, đón xem món ăn chay mới ngon ha. Diệu Huệ gấp ra dĩa nè. Như vậy là mình ăn cơm thôi.
Rồi video hôm nay Diệu Huệ cũng xin được kết thúc ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.